xe đạp F2 của bọn em xin chào các bác nhé. Hôm nay bọn em có một con xe độc muốn giới thiệu các bác. Con xe của hãng Marussia Nhật các bác nhé. Thì con xe này tại sao là độc? Tại vì thị trường hiện nay thì em đang thực tế là không thấy có con nào chạy sử dụng cái bộ chuyển động ấy. Thì bình thường tất cả dòng xe đạp đều sử dụng bộ chuyển động bánh xích, bằng xích với cả lip đề các bác nhé. Nhưng con này thì nó sử dụng bằng trục các đăng. Thì em cũng chưa lắp con này bao giờ đâu, bọn em chưa sờ vào con này bao giờ đâu. Thì các bác theo dõi cùng em xem con Marussia Cat 2733 này nó sử dụng trục cái đăng, xem cấu tạo của nó như nào và cách chuyển động của nó như nào các bác nhé. Thì các bác cùng em theo dõi để lắp con xe này lên. Như vậy là bọn em vừa mới lắp xong chiếc Marussia mã là HNA2733 các bác nhé. Chiếc này là sử dụng trục các đăng các bạn. Thì nhìn cái xe nó trông hơi lạ một tí, thì bình thường là có hộp xích hoặc là xích hoặc là đĩa lip, nhưng mà con này thì có mỗi một cái trục kia thôi, mỗi một cái trục các đăng kia thôi. Thì nhìn nó hơi lạ một tí, nhìn chiếc xe hơi lạ và nói thẳng luôn là nó độc các bạn. Con này thì trục các đăng ở trong thì nó sử dụng các cái bánh răng bằng thép rất là tốt. Và em hôm vừa rồi cũng có hỏi một khách hàng là đã sử dụng một con trục các đăng của Marussia này khoảng tầm 5-6 năm nay rồi, gần như là không hỏng gì. Bây giờ chỉ có mỗi lốp là anh không đi đến và anh đi ít, thì bây giờ anh để, nhiều khi anh để là lốp nó hỏng thôi. Thì còn trên một con xe này để mà hỏng đổ con dòng Mini Marussia Nhật này thì cực kỳ khó luôn. Em sẽ quay sát chi tiết và cho các bác xem chiếc xe này nó có những cái gì hay các bác nhé. Cái trục các đăng thì là đương nhiên rồi, nhưng còn những chi tiết của khác của nó nữa cũng khá là hay. Đầu tiên là con giọ e-lock các bác nhé. Con giọ e-lock này thực tế là để thị trường mua được con này thì hơi bị khó, có khi tiền triệu cũng không mua được con giọ này, con giọ của Marussia này các bác nhé. Cái điểm thứ hai nữa của con Marussia trục các đăng này thì nó sử dụng cái Meyer trợ điện này này các bác này. Meyer Dynamo nó phát điện để nó lên một cái đèn ở trên này, lên một cái đèn pha trên này các bác nhé. Thì nó có một công tắc ở dưới đây, thì các bác đi thì các bác bật lên, nó công tắc gạt dưới này, dưới đít này, đi thì bật lên và không bật nữa thì các bác tắt đi ở trên này. Đấy là cái đèn pha trước của con Marussia này. Kia nó trang bị khá kỹ, có thêm một cái phản quang ở càng nữa. Vành của chiếc này thì sử dụng vành e-lock rồi các bác nhé. Vành e-lock, lốp của Marussia. Bây giờ lên đến phần đầu xe. Phần đầu xe thì ở đây có pô tăng nhôm và tay lái nhôm là chắc chắn rồi. Ở trên đầu xe này thì có một cái tay đề của Lexus 3 số. Tay đề của Lexus các bác nhé, của Shimano. Shimano Lexus có 3 số. Chuông bên này, cái trang bị chuông này thì là đơn giản thôi. Cái tay lắm thì cầm cũng khá là dày và êm. Cái tay lắm của xe cầm cũng khá là dày và êm. Còn một cái chi tiết ở đây nữa thì em vừa mới tìm hiểu xong, thì cái này nó có tác dụng, cái này gọi là cái khóa cổ của xe Mini các bác nhé. Khóa cổ này để làm gì? Tức là bình thường ấy, các bà nội trợ bên Nhật ấy, nếu mà mua đi chợ, đi siêu thị, mua đồ về nhiều mà để trên giỏ xe này nhiều này, thì khi các bà nội trợ đấy dựng xe ở trên vỉa hè, chẳng may cái tay lái nó quay ngoặt đi này, thì nó sẽ gây đổ xe hoặc đổ hết đồ xuống. Nhưng mà con này nó trang bị thêm một cái chi tiết là khóa cổ đấy các bác này. Đấy, thì các bác khóa này như này vào, thì khi lúc đấy là cái giọ xe nó đã cứng luôn này. Cái này nó đã cứng lại luôn. Tức là để chống đổ xe khi mình chở nhiều đồ trên giọ, tại vì cái giọ của con Marussia rất là to. Đấy là những cái điểm hay của nó. Ở đây thì có một cụm phanh. Cụm phanh thì nhìn nhôm rất là dày, đúng chất Nhật luôn. Khung xe thì là sử dụng khung nhôm rồi các bác nhé. Con này thì em gọi là màu xám bạc đấy. Nó sơn của nó màu ghi, nhưng nếu các bác nhìn thì nó sẽ là ra màu bạc thôi. Đấy, đây là khung nhôm của xe Marussia. Đây thì ta có yên da của Marussia luôn.
Ngày xưa không biết các bác có nhớ là nếu mà mẹ chở trên con Mili này thì thường là một là thò tay vào đây bị kẹp vào lò xo, hai là tóm vào đây toàn bị dính cao su keo. Thì đấy là cái của em ngày xưa, thò tay tóm vào đấy để mẹ chở đi học đi chơi gì đấy, thì là một là kẹp vào cái lò xo ở yên, hai là ở trong đít cái yên đấy toàn là cao su thôi, toàn là keo. Đây là bộ phận chính của con xe này, nó cái điểm độc của nó đây. Đây là cái trục các đăng các bác nhé, trục các đăng của Marusi. Đây là có một cái trục rất là thon, nhìn như là một cái càng sau thôi. Đấy. Thì con này đạp cũng rất là bon và nhẹ các bác nhé. Đấy. Cái điểm đặc biệt nhất của con này là cái trục các đăng này đây. Nó có 3 số của đề Lexus đây. Cái dây đề của nó thì nó ăn vào con Meyer đây. Shimano Lexus các bác nhé. Meyer của xe là Shimano Lexus. Và bên kia thì có cụm phanh bi. Phanh bi các bác nhé. Phanh bi của Nhật. Đây là bên dây đề vào. Tiếp tục ra đằng sau xe thì ở đây có một cái đèn năng lượng mặt trời các bác nhé. Và nó có cả cảm biến luôn. Cái đèn này khi buổi tối hôm nào em tháo ra thử lắp pin vào ấy, thì em che tay vào đây thì là nó có đèn nháy các bác nhé. Nhưng mà cái này thì lúc nào các bác sử dụng mua thì các bác sẽ em sẽ lắp cho các bác xem. Em sẽ tháo cái chắn pin ở trong đấy ra. Đây là bên này của xe. Ở đây có một cái khóa xe này các bác này. Khóa xe ở đây thì nó cũng có một cái trang bị rất là an toàn. Cũng là người Nhật sử dụng ấy thì rất là cẩn thận. Đây là các bác này. Bình thường ấy thì để như này nếu mà chở trẻ con đằng sau ấy thì mà các bạn ấy gạt nghịch này thì chẳng may là khóa vào. Nhưng mà đây nó có thêm một cái lẫy nữa. Con Marusi cắt 2633 kia cũng có một cái lẫy này nữa. Ấn vào lẫy này thì khóa được các bác nhá. Đấy. Thì tức là phải người lớn sử dụng. Phải người lớn sử dụng thì mới ấn vào lẫy này thì mới khóa được. Con này thì được trang bị hai khóa. Một khóa ở càng xe này và một khóa dây đi kèm xe luôn và dùng chung ba chìa khóa đấy luôn. Khá là chi tiết và cẩn thận. Em thấy ưng nhất cái dọ xe. Rồi cái đèn nữa. Cái đèn có trợ điện như nữa. Rất là đẹp. Buổi tối đi khá là sáng. Đây là tổng thể chiếc Marusi chạy trục các đăng. Các bác nhá. Nó khá là nhiều điểm người ta trau chuốt kỹ cho người dùng. Như là cái đèn này. Rồi là cái khóa này. Rồi đèn nháy hậu cũng vậy. Và một cái điểm độc của nó là trục các đăng. Rồi thêm cả nữa là cái phần khóa cổ của xe. Rồi các cái bộ phận như là đề Shimano Lexus thì rất là bền. Nó đã chứng minh theo thời gian người ta sử dụng rất là lâu rồi. Đấy, như vậy là em giới thiệu tổng thể chiếc Marusi trục các đăng cho các bác xong rồi. Thì các bác ủng hộ bọn em thì ấn vào nút đăng ký kênh giúp bọn em các bác nhé. Thì bọn em có mẫu xe nào mới thì sẽ giới thiệu ở các bác. Thôi bọn em xin chào các bác nhé. Hẹn gặp lại các bác trong những mẫu xe sau của bên em.